Hello, chào các bác. Chào các bác đến kênh tìm đồng hồ chính hãng của Sachibi Authentic. Hôm nay thì ngọc cho bác một chiếc đồng hồ đến từ nhà xuất Olympianus và chiếc này của chúng ta thì sẽ đến từ bộ sản phẩm Olympianus Sportmaster OP89322, một bộ sản phẩm rất là nổi tiếng của thương hiệu OP tại trường nội Việt Nam của chúng ta các bác nhé. À, chiếc này hôm nay bác thì sẽ là version mới của dòng sản phẩm này với size mặt là 36 mm thì có một sự thay đổi nhỏ nhỏ một chút về cái thiết kế kim. Lát em sẽ nói kỹ hơn nhé. Mặt số màu đen, thân vỏ và dây sẽ được làm chất liệu thép uh, màu trắng. À, chiếc này thì bên em hiện đang có sẵn hàng đi phân bốc với mức giá là 4 triệu 000 đồng sẵn hàng của anh em nhé thì à, trước khi đến cơm trước 100 giao ngày hôm nay sẽ mong anh em dành một chút thời gian khoảng một hai giây thôi mình có đăng ký kênh ở phía dưới video ấn quả trên bên cạnh để khi bên em đăng video đồng hồ mới YouTube sẽ có thông báo cho anh em từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc nào về cung cấp nhé không mất nhiều thời gian anh em nữa chúng ta kỹ hơn với chiếc ok trong video đồng hồ ngày hôm nay Chiếc Olympus hôm nay dự bác thì sẽ có sai mặt của em nó là 36 mm thiết kế mặt mà số màu đen, thân vỏ và dây bên ngoài chúng ta sẽ làm màu thép thôi anh em nhé. Thì đây là với phiên bản à, rẻ nhất của dòng sản phẩm này với mức giá là 4 triệu 2, còn nếu mà những phiên chiếc đồng hồ mà có thiết kế vàng thì nó sẽ có mức giá là 4 triệu 4 để anh em lưu ý một chút nhé. Với sai mặt 36 thì đây là cái dòng sản phẩm vừa với anh em có chu vi cổ tay vừa và nhỏ, tức là khoảng tầm từ 16 cm trở về để anh em thể đeo rất là đẹp chiếc này trên cổ tay. Sai mặt 36 nhưng mà tuy nhiên cái càng nó hơi dài một chút nên tay của anh em cũng phải từ trên 15 trở lên nhưng mà bây giờ nếu mà tay nam giới thì trường hợp nam chúng ta mà tay khoảng 15 thì rất là ít thậm chí là không khó rất ít đấy các bác nhé thế nên là cái chiếc đồng hồ này thì anh em tay vừa và nhỏ đều rất là ổn à, bộ dây chúng ta sẽ làm dây thép đúc đặc và thiết kế được dạng dây oyster một bộ dây rất là nổi tiếng của thương hiệu rolex kể cả ngay như chiếc đồng hồ này thiết kế mặt số của nó rất giống chiếc rolex desert oyster đấy nên là anh em hay gọi là op tiểu rolex thì đây là như vậy Đó là một sản phẩm thiết kế rất đẹp nếu anh em mà thích cái phong cách thiết kế của Rolex nhưng mà không đủ tiền phải bỏ ra cả vài trăm thậm chí là cả tỷ đồng để sở hữu một chiếc đồng hồ Rolex Datejust thì anh em có thể lựa chọn những chiếc đồng hồ Homex chứ đừng chơi hàng fake các bác nhé Homex OP nó rất là nổi tiếng ở Việt Nam chúng ta rồi là thiết kế đẹp hoàn thiện tốt máy móc cực kỳ chất lượng với máy thương mại của nhà Seiko Epson với mức giá chỉ là 4 triệu hai trăm đồng mức giá phải nói là quá rẻ cho chiếc đồng hồ thiết kế như này full gần như là option tốt nhất ở trong cái tầm phân khúc giá này các bác nhé cho nên là về cái chất lượng về cái mức giá bán thì nó đều rất là xứng đáng xứng đáng từng đồng dành cho sản này tiếp một chút thì khóa chiếc đồng này chúng ta sẽ có một cái khóa kéo thôi khóa cổ điển này anh em chỗ kéo mở ở chỗ logo này đấy vào đáy sau sẽ là đáy kín thiết kế đặc trưng của dòng OP8932 và có tem chống hàng giả bộ ngàn đây hàng thì bên em vẫn lấy trực tiếp từ trường hoàn các bác nhé màu sắc thì rất đầy đủ tất cả các màu của sản phẩm này bên em đều có hết đấy cho là nếu mà anh em thích cái màu sắc nào thì cứ nhắn tin cho em một chút thì em sẽ báo giá cho anh em và lấy hàng về cho anh em được thôi tại vì hàng ở mẫu đồng hồ này trên hãng thời điểm hiện tại thì hàng cũng đang có sẵn à, đến kia thiết kế mà số chiếc đồng này đây thì chúng ta sẽ có cái mặt số của em nó sẽ được làm mặt màu đen và đây là đen tuyền các bạn nhé không có tia ánh sáng sân bớt tiếp theo nữa thì nổi bật chúng ta sẽ có bộ cọc số được đính đá này và những cái viên đính đá ở đây đá Wodowski này đính khá là to nhìn sáng lấp lánh và đẹp là logo của OP ở trên góc uh, 12 giờ phía ngay bên dưới chúng ta có logo của Olympus và cái uh, dòng sản phẩm Sportmaster góc 3 giờ chúng ta sẽ có lịch ngày và có một kính lúc nổi cao giúp anh em xem lịch ngày dễ hơn với dưới góc 6 giờ này chúng ta sẽ có kính sapphire này đồng hồ chống nước này và máy automatic Japan Movement thì sử dụng bộ máy cơ thương mại của nhà Seiko Sun cho nên là sẽ là dòng chữ Japan Movement này nhà máy của Nhật Bản kính Sapphire phiên khối chống sức bác hoàn toàn yên tâm trong trình sử dụng không lo kính chúng ta có bất kỳ vấn đề gì nên bên ngoài chúng ta sẽ có một cái nền băng đánh bóng bắt sáng một quang rất tốt các nhé tông màu đen này nhìn rất là khỏe khoắn và nam tính Đấy. anh em trẻ tuổi chúng ta thích uh, thiết kế sản phẩm này chúng ta có thể lựa chọn màu sắc này để đeo Đấy, còn hoặc là màu sắc đờ mi thứ hai màu còn full gold thì anh em trung uh, lớn tuổi chúng ta đeo sẽ đẹp hơn À, càng bên trên dưới chúng ta sẽ hoàn thiện phê xước, cạnh bên chúng ta sẽ đánh bóng và cái càng của chiếc đồng này nó khá là dài để cho nên tay của anh em phải vừa một chút mặc dù là cái đường kính mặt nó bé thôi đúng chỉnh chúng ta sẽ có logo của OP và đây là cái núm xoáy screw down để giúp tăng khả năng chống nước đồng hồ và sử dụng yên tâm hơn dây, dây oyster như nó nói này năm mắt nhỏ bên trong ba mắt nhỏ bên trong đánh phê bóng và hai mắt nhỏ to bên ngoài đánh phê sước dây rất là đẹp dây này đeo rất mềm và ôm tay không nhá khóa cầm này sẽ là cái khóa bấm Đấy, khóa kéo chúng ta sẽ phải rất ở đây để mở đấy khóa rất là cổ điển quá kiểu ngày xưa luôn đó là về uh, thiết kế đường kính em sẽ đo cho anh em một chút này trước này thì khoảng 35,5 không tính đúng tính đúng chắc khoảng 36 độ dài một số cái này thì rất ổn 11,2 thôi và chiều dài càng lắp con này càng hơi dài một chút 44,5 đấy cho nên là tay của anh em phải khoảng tầm trên 15 một chút chúng ta mới điều được dụng dụ tay của em là 15.8 này anh em thấy em đeo khá là ổn rồi đấy càng hơi dài đúng không anh em tay nhỏ anh em vẫn cân được thôi tay từ 16 cm trở về anh em đeo rất ổn mẫu này còn tay trên 16 thì anh em có thể lựa chọn với cái chu vi đường kính là 40 còn cái chu vi của tay ở trong khoảng tầm từ 16 đến dưới 16,5 thì anh em có thể cân nhắc theo sở thích nhé anh em thích đeo một chiếc đồng hồ nó nhỏ gọn một chút trên tay thì anh em đeo size 36 còn nếu anh em thích đeo đồng hồ nó to to một chút thì anh em có thể đeo size 40 còn với tay trên 16,5 chắc chắn anh em phải đeo size 40 rồi chứ không thể đeo size 36 rất là bé đấy là anh em lưu ý một chút về cái à, phân chia cái chu vi của tay để đeo cái dòng sản phẩm này về mặt sau đồng hồ thì chiếc này chúng ta thiết kế đáy kín. Đây là thiết kế rất là đặc trưng của dòng Olympus Sportmaster các bác nhá. Tem chống hàng giả của bộ ngàn vẫn còn ở đây, logo hãng. Thân uh, kính sapphire này, máy auto tích này thân vỏ làm tác công nghệ và Japan Movement logo của hãng ở chính giữa này. Sử dụng máy câu thương mại NH35 của nhà Seiko Epson. Máy của chúng ta sẽ có 24 chân kính, tần số động 21600, tích cót của em này nó rơi vào tầm khoảng à, 40 tiếng. Sử dụng núm xoáy để cho nên để mà để chỉnh giờ chỉnh lịch thì anh em sẽ phải vặn cái núm này ra đã. Đấy. Ta sẽ thấy là khi mà nghe tay phát anh em sử dụng được lên có tay anh em để nguyên nút vặn là vặn chữ kim đồng hồ lên ta sẽ lên có tay này chỉnh giờ anh em sẽ mở ra hai nấc nói kim dây dừng lại cho anh em chỉnh giờ sát từng giây đồng hồ nó có lịch ngày anh em vặn góc 12 giờ nhảy lịch thì đây đang giờ bị uh, sáng đây là 8 giờ sáng này đóng lại kim dây chạy bình thường chỉnh lịch ngay anh em mở đúng năm nấc bạn xuôi theo kim đồng hồ chúng ta chỉnh cái lịch ngày Đấy sau chừng giờ lịch ngày sau anh em đóng đúng này và để đóng được cái xoáy này anh em nhìn thao tác tay của em nhé ấn này giữ nguyên cái lực ấn và xoáy lên Đấy, khi nó, nó ấn anh em phải vặn khi nào nó vào được gen nhá Đấy. Vẫn hơi khó nhỉ đây nó vào gen được như thế này rồi anh em không phải ấn nữa chỉ cần vặn ngược lên là được Đấy à, uh, mức trong nước hôm nay là 30m thôi thì có được thường ngày anh em đi mưa rửa tay được thoải mái lưu ý là không mang nó ra đi bơi tắm tắm lạnh và tắm xong hơi anh em nhé với cái mức giá bán là 4 triệu 200 đồng Đấy, anh em thích triệu này có thể liên hệ đặt hàng bên em thông qua số điện thoại để bên trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để đầy đủ dưới phần mô tả của video thì anh em gọi điện nó tin em sẽ bất kỹ hơn cho anh em về chiếc này nhé cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi này của bên em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những giờ đồng hồ tiếp theo